Ngọc Hạ Music mời quý vị đến với live show 10 năm sân khấu của ca sĩ Ngọc Hạ với sự góp mặt đặc biệt của nhạc trưởng Nguyễn Quang cùng ban nhạc và các ca sĩ nổi tiếng Quang Tuấn, Thiên Tôn, Trần Thái Hòa, Khánh Ly. Chúng ta sẽ nghe Ngọc Hạ trải lòng mình trong một chương trình được biên tập hết sức công phu của một người nghệ sĩ cùng những kỷ niệm sâu sắc nhất với San Jose. Với ekip âm thanh và ánh sáng tuyệt vời, đặc biệt sân khấu được thiết kế màn hình LED do công ty Việt Anh tài trợ. Chương trình bắt đầu từ lúc 2 giờ 30 phút chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 7 tại Santa Clara Convention Center. Quý vị hãy đến Paloma Cafe, Center Video, Phở Phi Long hay liên lạc cô Tina 408-608-5258, anh Huy 415-717-3998. Đặc biệt vào ngày 29 tháng 6 thứ Bảy này, Ngọc Hạ sẽ gặp gỡ quý vị tại Paloma Cafe từ 12 giờ trưa và tặng CD cho 30 vị khách hàng đầu tiên ủng hộ mua vé. Và ngày 30 tháng 6 Chủ nhật này, Ngọc Hạ sẽ gặp quý vị tại nhà hàng Hạ Long Bay để tặng CD cho 30 vị khách đầu tiên ủng hộ mua vé.